Lâu đầy 3 kênh và 4 kênh mà điện tử Lê Tuấn mới nhập về và rất đẹp các bác. Một con lên đến 30 kg và rất nặng. Và tuy nhiên thì size nó hơi dày, con này dày 13 cm. Nhưng mà những dòng đấy mặt phay nhôm đẹp xuất sắc luôn. Đấy, đây là cái lô hàng mà điện tử Lê Tuấn vừa nhập về đây. Và các bác, anh chị và các bạn có nhu cầu muốn được sở hữu những chiếc đẩy 3 kênh hoặc 4 kênh. Con 3 kênh thì sò Sax, và còn con 4 kênh thì sò Toshiba, hàng xịn luôn các bác nhé. Thì mời quý vị và các bạn liên hệ theo số 0973 738 524 hoặc 085 7590 789. Ưu điểm của những dòng đẩy 4 kênh thì chúng ta có thể đánh được hai đôi loa full 30 từ 19 côn 76, đánh thoải mái luôn, và chỉnh độc lập từng chiếc loa một. Con sò sắt này 3 kênh thì chúng ta có thể đánh một đôi 25 và một đôi 30. Bên cạnh đó còn một kênh còn lại thì chúng ta có thể là đánh một cục súp hơi, và súp hơi từ 40 cho đến 50 đều ok cả. Đồ này rất đẹp quá. Và một lần nữa điện tử Lê Tuấn xin được nhắc lại số điện thoại mà quý vị và các bạn có thể tham khảo. Rất nhiều các cái thiết bị âm thanh có ở điện tử Lê Tuấn, đó là 0973 738 524 hoặc 085 7590 789. Điện tử Lê Tuấn giao hàng toàn quốc.